Xin chào các bạn. Tại học phần 1, các bạn đã được giới thiệu tổng quan về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. Tiếp theo học phần 1, học phần 2 sẽ hướng dẫn cách đọc hiểu các tiêu chí xuất xứ hàng hóa trong danh mục quy tắc cụ thể mặt hàng, hay còn gọi là danh mục PSA của Hiệp định EVFTA và hướng dẫn kê khai CO mẫu EUR1. Về cơ bản chất các tiêu chí xuất xứ hàng hóa trong danh mục PSA của EVFTA giống với các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang thực thi. Tuy nhiên, cách thể hiện các tiêu chí xuất xứ hàng hóa tại danh mục PSA của EVFTA có sự khác biệt nhất định so với các FTA này. Vì vậy, khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU, doanh nghiệp cần phải hiểu đúng và hiểu đủ các tiêu chí xuất xứ hàng hóa tại danh mục PSA để có thể áp dụng một cách chuẩn xác. Trong Hiệp định EVFTA, các cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa được quy định tại Nghị định thư thứ nhất bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Để hỗ trợ việc thực thi quy tắc xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam, Nghị định thư thứ nhất về quy tắc xuất xứ hàng hóa và hợp tác hành chính của Hiệp định EVFTA đã được nội luật hóa tại thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đây là văn bản pháp luật quan trọng hướng dẫn các cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hay còn gọi là CO và cộng đồng doanh nghiệp thực thi quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. Vì vậy, việc nắm vững và hiểu rõ các quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa tại thông tư số 11 chính là nắm vững và hiểu rõ cam kết về nội dung này tại Hiệp định EVFTA. Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA có hiệu lực thực thi từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Thông tư này gồm 42 điều với 8 phụ lục được ban hành kèm theo. Khi EVFTA có hiệu lực và đi vào thực thi, đây sẽ là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng hướng dẫn doanh nghiệp thực thi quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA tại Việt Nam. Chính vì vậy, không chỉ doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan tổ chức cấp CO ưu đãi cần nắm rõ và hiểu đúng các quy định tại thông tư này khi tham gia vào EVFTA. 8 phụ lục được ban hành kèm theo thông tư số 11 được xây dựng và nội luật hóa dựa trên các phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định thư thứ nhất của Hiệp định EVFTA, trong đó có danh mục quy tắc cụ thể mặt hàng PSA. Trong học phần này, chúng ta sẽ tập trung chính vào 3 phụ lục, đó là phụ lục 1, chú giải dành cho danh mục quy tắc cụ thể mặt hàng PSA tại phụ lục 2. Phụ lục 2, danh mục quy tắc cụ thể mặt hàng PSA và phụ lục 6, mẫu CO mẫu EUR1 của Việt Nam. Học phần 2 sẽ bao gồm 3 nội dung chính như sau. Phần 1, cách đọc tiêu chí xuất xứ hàng hóa trong danh mục PSA. Đây cũng là nội dung trọng tâm của học phần này. Phần 2, một số lưu ý quan trọng tại phụ lục 1 và phụ lục 2 của thông tư. Phần 3, giới thiệu và hướng dẫn cách kê khai CO mẫu EUR1 dành cho hàng của Việt Nam xuất khẩu sang EU theo Hiệp định EVFTA. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1 của học phần, tìm hiểu cách đọc tiêu chí xuất xứ hàng hóa trong danh mục PSA. Phần 1, hướng dẫn cách đọc hiểu tiêu chí xuất xứ hàng hóa tại danh mục PSA. Để đọc được tiêu chí xuất xứ hàng hóa tại danh mục PSA, chúng ta cần hiểu và nắm rõ phụ lục 1 và phụ lục 2 của thông tư số 11. Phụ lục 1 là chú giải cho danh mục PSA tại phụ lục 2. Trong đó, bao gồm 8 chú giải thể hiện hướng dẫn về cách đọc hiểu các tiêu chí xuất xứ hàng hóa, cũng như đưa ra các ví dụ minh họa cụ thể cho các tiêu chí xuất xứ hàng hóa này. Đồng thời, phụ lục 1 có chú giải quy định về hạn mức linh hoạt, hay còn gọi là tỷ lệ de minimis, áp dụng cho sản phẩm dệt may và công đoạn gia công cụ thể và công đoạn đơn giản áp dụng cho một số mặt hàng xăng dầu
thuộc chương 27. Phụ lục 2 là danh mục quy tắc cụ thể mặt hàng TSA, quy định tiêu chí xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa từ chương 1 đến chương 97. Điều khác biệt của danh mục TSA trong EVFTA so với các FTA khác của Việt Nam, đó là tiêu chí xuất xứ hàng hóa tại TSA của EVFTA chủ yếu ở cấp độ chương 2 số. Ngoài ra, danh mục TSA trong Hiệp định EVFTA cũng có quy định tiêu chí xuất xứ hàng hóa của một số mặt hàng cụ thể ở cấp độ nhóm 4 số hoặc rất ít phân nhóm 6 số. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu song song hai phụ lục 1 và 2 để có thể hiểu rõ các chú giải tại phụ lục 1 tương ứng với tiêu chí xuất xứ hàng hóa nào tại phụ lục 2. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc của danh mục TSA được giải thích tại chú giải 2 của phụ lục 1. Danh mục TSA gồm có 3 cột. Cột thứ nhất thể hiện mã số HS của hàng hóa ở cấp độ chương 2 số, nhóm 4 số hoặc phân nhóm 6 số. Cột thứ hai thể hiện mô tả hàng hóa tương ứng với mã số HS của hàng hóa tại cột thứ nhất. Cột thứ ba là tiêu chí xuất xứ hàng hóa của mã số HS đó, hay trong EVFTA gọi là công đoạn gia công hoặc chế biến cụ thể. Điểm khác biệt của danh mục TSA trong EVFTA so với các hiệp định FTA khác là có thêm cột số 2 mô tả hàng hóa. Việc có thêm cột mô tả hàng hóa là do tiền tố X đứng trước một số mã HS trong danh mục TSA. Khi một mã HS tại cột số nhất có tiền tố X, có nghĩa là mô tả hàng hóa tại cột thứ hai chỉ thể hiện một phần hàng hóa thuộc mã HS đó, và tiêu chí xuất xứ hàng hóa ở cột thứ ba chỉ áp dụng đối với hàng hóa thuộc mô tả tại cột thứ hai. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ về tiền tố X tại chương 3. Tiền tố X đặt trước chương 3 có nghĩa rằng tiêu chí xuất xứ thuần túy tại cột thứ 3 chỉ áp dụng đối với hàng hóa có mô tả tại cột thứ 2 và ngoại trừ hàng hóa thuộc các nhóm được liệt kê phía dưới, chẳng hạn như HS0304 hay 0305. Một cách thể hiện khác của mã HS tại cột thứ nhất đó là thể hiện một nhóm các mã HS ở cấp độ 4 số. Trong trường hợp này, tiêu chí xuất xứ hàng hóa tại cột thứ 3 sẽ áp dụng cho hàng hóa thuộc các mã HS của nhóm được liệt kê tại cột thứ nhất. Cách thể hiện này cũng tương tự như một số FTA khác như ASEAN và ASEAN Cộng hay CPTPP. Bên cạnh đó, trong danh mục TSA còn có trường hợp hàng hóa thuộc cùng một nhóm HS ở cấp độ 4 số nhưng mô tả hàng hóa khác nhau, thì tiêu chí xuất xứ hàng hóa tại cột thứ 3 sẽ áp dụng khác nhau. Ví dụ, mã HS5602 được chia làm 2 ở cột mô tả thứ số 2 là phớt nỉ xuyên kim và loại khác, tương ứng với mỗi mô tả là tiêu chí xuất xứ hàng hóa riêng tại cột thứ 3. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta cần nhớ rằng khi một mã HS ở cấp độ nhóm được chia làm các mô tả khác nhau, tiêu chí xuất xứ hàng hóa của mỗi mô tả sẽ tương ứng tại cột thứ 3, không áp dụng tiêu chí xuất xứ hàng hóa của một mô tả cho toàn bộ mã HS đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu về các loại tiêu chí xuất xứ hàng hóa được thể hiện trong danh mục TSA. Có 4 loại tiêu chí xuất xứ hàng hóa được thể hiện trong danh mục TSA. Cụ thể, 1. Hạn mức tối đa của nguyên liệu không có xuất xứ. 2. Chuyển đổi mã số hàng hóa. 3. Công đoạn gia công hoặc chế biến cụ thể. Và 4. Công đoạn gia công chế biến từ nguyên liệu có xuất xứ thuần túy. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng loại tiêu chí xuất xứ hàng hóa cụ thể. Đầu tiên là tiêu chí hạn mức tối đa nguyên liệu không có xuất xứ, hay tiếng Anh gọi là Value Limit, viết tắt là VL. Nếu như trong các FTA hiện nay mà Việt Nam đang tham gia,
tiêu chí xuất xứ liên quan đến việc tính giá trị của nguyên liệu có xuất xứ tham gia vào quá trình sản xuất, hay còn gọi là hàm lượng giá trị khu vực RVC. Thì trong hiệp định EVFTA lại có cách tiếp cận ngược lại, là tính trị giá của nguyên liệu không có xuất xứ tham gia vào quá trình sản xuất và được tính dựa trên giá xuất xưởng Ex Works Price của sản phẩm. Hạn mức trung bình được đưa ra tại hiệp định EVFTA thường là VL 50% hoặc 70%. Trong EVFTA không quy định công thức tính cụ thể của hạn mức VL như là công thức tính RVC trong các FTA khác. Cách diễn đạt tiêu chí VL như sau. Trị giá nguyên liệu được sử dụng để sản xuất không vượt quá X% giá xuất xưởng của sản phẩm. X% ở đây có thể là 50% hoặc 70% tùy mặt hàng. Xin lưu ý rằng, nguyên liệu được nhắc đến trong cách diễn đạt này là chỉ nguyên liệu không có xuất xứ. Hay nói cách khác, nguyên liệu có xuất xứ sẽ không cần tính đến trong tiêu chí xuất xứ VL này. Ví dụ chương 39, nhựa và các sản phẩm bằng nhựa. Có tiêu chí xuất xứ VL 50%, nghĩa là giá trị nguyên liệu không có xuất xứ dùng để sản xuất ra hàng hóa thuộc chương này không được phép vượt quá 50% giá xuất xưởng của sản phẩm. Tương tự, hàng hóa thuộc chương 40, cao su và các sản phẩm cao su, có tiêu chí xuất xứ VL là 70%. Mặc dù trong hiệp định EVFTA không quy định công thức tính giá trị VL, nhưng chúng ta hiểu rằng cách tính hạn mức VL này như sau. Tổng trị giá của nguyên liệu không có xuất xứ tham gia vào quá trình sản xuất, chia cho giá xuất xưởng của sản phẩm, sau đó nhân với 100%. Giá trị này phải nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ X% được quy định trong danh mục PSA. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét một số ví dụ cụ thể. Hàng hóa A có tiêu chí xuất xứ là trị giá nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá xuất xưởng của sản phẩm, hay VL 70%. Trong quá trình sản xuất hàng hóa A, nhà sản xuất sử dụng nguyên liệu mua trong nước không xác định được xuất xứ, trị giá 20 đô. Nguyên liệu nhập khẩu từ Thái Lan trị giá 50 đô. Nguyên liệu nhập khẩu từ Đức có xuất xứ theo EVFTA trị giá 10 đô. Giá xuất xưởng của hàng hóa A là 100 đô. Như vậy, tổng trị giá nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa A là 20 đô nguyên liệu mua trong nước cộng với 50 đô nguyên liệu nhập khẩu từ Thái Lan, tổng cộng là 70 đô. Giá trị VL sẽ bằng 70 đô chia cho 100 đô và bằng 70%. Như vậy, hàng hóa A đáp ứng tiêu chí xuất xứ hàng hóa theo hiệp định EVFTA. Một ví dụ khác đối với hàng hóa B. Yêu cầu hạn mức tối đa nguyên liệu không có xuất xứ là 50%. Các dữ kiện về nguyên liệu sản xuất tương tự như ví dụ 1. Trong trường hợp này, VL bằng 70% đã lớn hơn hạn mức quy định là 50%. Do đó, hàng hóa B không đáp ứng tiêu chí xuất xứ hàng hóa theo quy định tại hiệp định EVFTA. Một trường hợp khác của tiêu chí về hạn mức nguyên liệu không xuất xứ sử dụng trong quá trình gia công, chế biến sản phẩm, đó là hạn mức sử dụng về trọng lượng một hoặc một số nguyên liệu cụ thể không có xuất xứ, đặc biệt áp dụng đối với các mặt hàng nông nghiệp. Ví dụ, mã HS 1704, các loại kẹo đường, có quy tắc xuất xứ như trên màn hình. Trong đó, tiêu chí xuất xứ như sau. Trọng lượng đơn lẻ của nguyên liệu thực chương 4 không vượt quá 20% trọng lượng sản phẩm. Chương 4 gồm có trứng, bơ, sữa và một số sản phẩm sữa khác. Tiêu chí này có nghĩa rằng trọng lượng của nguyên liệu trứng, bơ, sữa thuộc chương 4 dùng để sản xuất sản phẩm thuộc nhóm HS 1704
không vượt quá tỷ lệ tối đa là 20% và tổng trọng lượng các nguyên liệu này không được xét đến. Tương tự như vậy, đối với tiêu chí trọng lượng đơn lẻ của đường không vượt quá 40% trọng lượng sản phẩm. Tuy nhiên, tiêu chí tiếp theo quy định giới hạn tổng trọng lượng đường và nguyên liệu thuộc chương 4 không vượt quá 50% trọng lượng sản phẩm. Nghĩa là đường và nguyên liệu không xuất xứ từ chương 4 phải đáp ứng tỷ lệ giới hạn về trọng lượng của từng nguyên liệu, cũng như tổng trọng lượng cộng dồn là 50%. Chúng ta cùng lấy ví dụ chương 22, đồ uống, rượu và giấm, có tiêu chí giới hạn về trọng lượng đơn lẻ của đường và nguyên liệu chương 4 không có xuất xứ tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm là 20%, nhưng không có quy định về tổng trọng lượng kết hợp của những nguyên liệu này. Một ví dụ khác về chương 19, chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa và các loại bánh, có tiêu chí xuất xứ tại PSA theo như trên màn hình. Tiêu chí xuất xứ diễn đạt, trọng lượng nguyên liệu thuộc chương 2, chương 3 và chương 16 không vượt quá 20% trọng lượng sản phẩm, nghĩa là trọng lượng từng nguyên liệu không có xuất xứ từ các chương 2, chương 3 và chương 16 được cộng dồn và tổng trọng lượng của nguyên liệu các nguyên liệu này không vượt quá tỷ lệ 20%. Tương tự như vậy với tiêu chí xuất xứ, trọng lượng nguyên liệu thuộc nhóm 1006 và từ nhóm 1101 đến nhóm 1108 không vượt quá 20% trọng lượng sản phẩm. Ví dụ 1, sản phẩm là bánh bao có mã HS1902. Nguyên liệu không có xuất xứ tham gia vào quá trình sản xuất để chế biến ra sản phẩm bánh bao chiếm về trọng lượng của sản phẩm như sau. 15% là từ thịt mã HS1602, 15% là từ bột mì mã HS1101, 5% là trứng mã HS0408. Như vậy, các tỷ lệ về trọng lượng này đều đáp ứng tiêu chí xuất xứ của chương 19. Do vậy, bánh bao mã số HS1902 được sản xuất ra đáp ứng tiêu chí xuất xứ. Ví dụ 2, cũng là sản phẩm bánh bao đó. Tuy nhiên, nguyên liệu có thêm một thành phần khác là tôm không có xuất xứ thuộc mã HS0306, chiếm 10% trọng lượng của sản phẩm. Như vậy, chúng ta có thể thấy trọng lượng cộng dồn của nguyên liệu không có xuất xứ từ chương 16 là thịt và từ chương 3 là tôm là hạ tổng 25%, vượt quá so với tỷ lệ quy định là 20%. Do vậy, sản phẩm bánh bao mã HS1902 trong trường hợp này không đáp ứng tiêu chí xuất xứ hàng hóa tại danh mục PSA. Tiêu chí xuất xứ hàng hóa tiếp theo là tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa. Tương tự như các FTA khác mà Việt Nam đang tham gia, tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa trong EVFTA cũng có sự chuyển đổi ở cấp độ 2 số chuyển đổi chương, 4 số chuyển đổi nhóm và 6 số chuyển đổi phân nhóm. Cách diễn đạt đối với tiêu chí này như sau. Sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ chương, nhóm, phân nhóm nào để sản xuất, ngoại trừ chương, nhóm, phân nhóm của sản phẩm. Bên cạnh đó, EVFTA có tiêu chí không yêu cầu chuyển đổi mã số hàng hóa mà chưa có ở FTA nào của Việt Nam. Tiêu chí này cho phép sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ giống với mô tả và trùng mã HS ở cấp độ 4 số, thậm chí là 6 số đối với sản phẩm. Tuy nhiên, quá trình sản xuất ra sản phẩm vẫn cần vượt quá công đoạn gia công đơn giản được quy định tại điều 10 của thông tư số 11. Cách diễn đạt tiêu chí xuất xứ này như sau. Sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ nhóm nào để sản xuất. Ví dụ về tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã số hàng hóa như trên màn hình. Chương 12 có tiêu chí CTH hay là chuyển đổi nhóm ở cấp độ 4 số. Chương 15 có tiêu chí CTSH chuyển đổi phân nhóm ở cấp độ 6 số. Hay chương 14 không yêu cầu có sự chuyển đổi mã số hàng hóa của nguyên liệu
tham gia vào quá trình sản xuất. Chúng ta sẽ cùng đi vào một ví dụ cụ thể. Trên màn hình là tiêu chí xuất xứ trong danh mục KSA của chương 40, là tiêu chí xuất xứ lựa chọn giữa chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ nhóm 4 số hoặc hạn mức tối đa nguyên liệu không có xuất xứ tham gia vào quá trình sản xuất là 70%. Với tiêu chí chuyển đổi mã số ở cấp độ nhóm 4 số, việc sử dụng cao su tự nhiên mã HS4001 không có xuất xứ hoặc cao su tái sinh mã HS4005 không có xuất xứ để sản xuất ống cao su mã HS4009 là được phép. Và sản phẩm ống cao su trong trường hợp này được coi là đáp ứng tiêu chí xuất xứ tại danh mục KSA. Tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã số hàng hóa còn có một trường hợp đặc biệt như sau. Đó là tiêu chí xuất xứ quy định sản phẩm phải được sản xuất hoặc không được sản xuất từ nguyên liệu cụ thể không có xuất xứ. Chúng ta cùng nhìn vào ví dụ ở trên màn hình. Tiêu chí xuất xứ của các nhóm HS7304 và 7305 cho phép sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu cụ thể không có xuất xứ từ mã HS được liệt kê tại cột thứ 3 của danh mục PSA. Ví dụ, sản phẩm dây nhôm thuộc mã HS7605 không được phép sản xuất từ nguyên liệu không có xuất xứ thuộc mã HS7604. Hay sản phẩm nhôm lá mỏng HS7607 không được phép sản xuất từ nguyên liệu không có xuất xứ thuộc mã HS7606. Ví dụ về sản phẩm không được sản xuất từ nguyên liệu cụ thể không có xuất xứ. Trên màn hình là tiêu chí xuất xứ của sản phẩm giày dép thuộc chương 64. Theo đó, sản phẩm thuộc chương giày dép loại trừ nguyên liệu không có xuất xứ là mũ giày đã gắn với đế lót trong hoặc gắn với bộ phận đế khác thuộc nhóm 6406. Sản phẩm được sản xuất là đôi giày mã HS6403. Quá trình sản xuất sử dụng các nguyên liệu sau. Mũ giày gắn với đế lót trong mã HS6406 có xuất xứ từ EU. Đế giày mã HS6406 không có xuất xứ. Da lộn mã HS4107 không có xuất xứ. Như vậy, sản phẩm giày HS6403 được xem là đáp ứng tiêu chí xuất xứ tại danh mục PSA. Một ví dụ khác về sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu cụ thể không có xuất xứ. Trên màn hình là tiêu chí xuất xứ hàng hóa tại danh mục PSA cho mã HS7208 đến 7214. Theo đó, sản phẩm phải được sản xuất từ nguyên liệu dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác hoặc bán thành phẩm của nhóm 7206 hoặc 7207. Sản phẩm được sản xuất là thép không ngập kim cán phẳng mã HS7210. Quá trình sản xuất sử dụng thép không ngập kim thỏi đúc không có xuất xứ mã HS7206. Do đó, sản phẩm mã HS7210 được xem là đáp ứng tiêu chí xuất xứ hàng hóa tại danh mục PSA. Tiêu chí xuất xứ của sản phẩm này được hiểu là quá trình sản xuất không được sử dụng thép cán phẳng mã HS7208, là sản phẩm trung gian được làm từ HS7206, không có xuất xứ. Nếu sử dụng thì nguyên liệu thép cán phẳng HS7208 phải có xuất xứ từ EU hoặc Việt Nam. Tuy nhiên, tiêu chí xuất xứ của mã HS7210 không ngăn cản việc sử dụng sơn, vecni thuộc mã HS3208 không có xuất xứ, mà do về bản chất của các nguyên liệu này không thể đáp ứng tiêu chí xuất xứ của HS7210. Tiêu chí xuất xứ hàng hóa thứ 3 trong danh mục PSA là công đoạn gia công chế biến cụ thể. Nghĩa là tại cột thứ 3 của danh mục PSA sẽ liệt kê một số công đoạn gia công chế biến hàng hóa cụ thể mà hàng hóa bắt buộc phải trải qua để được coi là có xuất xứ theo hiệp định EVFTA. Trên màn hình là ví dụ về tiêu chí xuất xứ của chương 60, các loại hàng dệt kim hoặc móc. Sản phẩm thuộc chương 60 phải trải qua một trong các công đoạn được liệt kê tại cột thứ 3 để được coi là có xuất xứ hàng hóa theo EVFTA.
Một ví dụ khác về tiêu chí xuất xứ công đoạn gia công chế biến cụ thể. Một số sản phẩm gỗ thuộc mã HS4407 phải trải qua công đoạn bào, đánh giấy ráp hoặc ghép nối để được coi là có xuất xứ. Hoặc sản phẩm tấm gỗ thuộc mã HS4408 phải trải qua công đoạn lạm, bào, đánh giấy ráp hoặc ghép nối để được coi là có xuất xứ theo hiệp định EVFTA. Tiêu chí xuất xứ hàng hóa cuối cùng trong danh mục PSA là công đoạn gia công chế biến từ nguyên liệu có xuất xứ thuần túy. Tiêu chí này thường có ở các sản phẩm nông nghiệp. Ví dụ, trên màn hình là tiêu chí xuất xứ của chương 03 và chương 16. Sản phẩm phi lê cá thuộc mã HS0304, nếu sử dụng nguyên liệu từ chương 03 để chế biến thì nguyên liệu đó phải có xuất xứ thuần túy. Tương tự, các sản phẩm thuộc chương 16, nếu sử dụng nguyên liệu thuộc chương 02, chương 3 và chương 16 để chế biến thì những nguyên liệu này cũng phải có xuất xứ thuần túy. Một ví dụ khác về trường hợp này là sản phẩm xúc xích cá mã HS1604. Nguyên liệu dùng để chế biến là thịt xay thuộc chương 02 và cá thuộc chương 03. Theo tiêu chí xuất xứ của HS1604 thì thịt xay và nguyên liệu cá phải có xuất xứ thuần túy từ EU hoặc Việt Nam thì sản phẩm xúc xích cá HS1604 mới được xem là đáp ứng tiêu chí xuất xứ trong danh mục PSA. Tuy nhiên, tiêu chí này không ngăn cản việc sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ từ các chương khác, ví dụ như hạt tiêu mã HS0904 hay hành khô mã HS0712. Phần 2. Một số lưu ý tại phụ lục 1 và phụ lục 2 của thông tư số 11. Một nhỏ, các quy định đối với mặt hàng dệt may. Một số chú giải tại phụ lục 1 của thông tư số 11 được áp dụng riêng đối với hàng dệt may. Cụ thể, chú giải 5 giải thích một số thuật ngữ dệt may được sử dụng trong danh mục PSA như sơ tự nhiên, bột giấy dệt, nguyên liệu làm giấy hay sơ staple nhân tạo. Bên cạnh đó, chú giải 6 và chú giải 7 của phụ lục 1 quy định về hạn mức linh hoạt được áp dụng cho sản phẩm dệt may. Cụ thể, chú giải 6 quy định về hạn mức linh hoạt 10% theo trọng lượng của sơ và sợi, nguyên liệu dệt may cơ bản, khi sản xuất hàng dệt may hỗn hợp, mixed products. Chú giải 7 quy định về hạn mức linh hoạt 8% theo giá trị của nguyên liệu dệt may khác khi sản xuất hàng dệt may. Tuy nhiên, hạn mức linh hoạt này chỉ áp dụng đối với sản phẩm dệt may có ghi chú tại danh mục PSA. Các ghi chú cuối trang liên quan đến hạn mức linh hoạt này là ghi chú số 3, số 5 và số 6. Ngoài ra, hàng dệt may tại danh mục PSA phụ lục 2 còn có ghi chú cuối trang số 4 về giới hạn nguyên liệu sản xuất vải dệt thoi trong máy làm giấy. Trên màn hình là ví dụ về thể hiện ghi chú hạn mức linh hoạt áp dụng cho hàng dệt may tại danh mục PSA. Sản phẩm dệt may thuộc chương 61 được chia làm hai phần mô tả. Đối với phần mô tả thứ nhất, tiêu chí xuất xứ tương ứng là dệt kim và may, bao gồm cả công đoạn cắt. Tại đó có ghi chú số 3 và số 5, được hiểu là sản phẩm dệt may này có thể áp dụng hạn mức linh hoạt quy định tại chú giải 6 và chú giải 7 của phụ lục 1. Đối với phần mô tả thứ hai, chúng ta chỉ thấy có một ghi chú số 3, nghĩa là những sản phẩm này chỉ được áp dụng hạn mức linh hoạt quy định tại chú giải 6 của phụ lục 1. Tại phụ lục 1, ban hành kèm theo thông tư số 11, còn có chú giải 8 quy định về công đoạn gia công cụ thể và công đoạn đơn giản đối với sản phẩm xăng dầu thuộc chương 27. Quy định này ở hiệp định EVFTA là mới so với các FTA khác mà Việt Nam đang tham gia. Quy định về công đoạn gia công cụ thể và công đoạn đơn giản tại chú giải 8 chỉ được áp dụng khi tiêu chí xuất xứ tại danh mục PSA phụ lục 2
có chú giải cuối trang đi kèm là chú giải số 1 và số 2. Trên màn hình là ví dụ được trích dẫn từ danh mục Piazza đối với sản phẩm chương 27. Sản phẩm thuộc mã HS2707 có chú giải 1 ở tiêu chí xuất xứ đầu tiên tại cột thứ 3 của danh mục Piazza. Trong khi đó, sản phẩm thuộc mã HS2710 có chú giải số 2 ở tiêu chí xuất xứ tại cột thứ 3. Như vậy, công đoạn gia công cụ thể của hai mã HS này là khác nhau theo quy định tại chú giải 8 của phụ lục 1. Trên màn hình, chúng ta có thể nhìn thấy ví dụ về một số công đoạn gia công cụ thể được quy định tại chú giải 8 của phụ lục 1 áp dụng cho sản phẩm thuộc chương 27. Ví dụ như công đoạn chưng cất chân không, chưng cất lại bằng quá trình phân đoạn kỹ, cracking, reforming hay polymer hóa, ankin hóa. Các công đoạn gia công cụ thể này có thể áp dụng riêng rẽ hoặc đồng thời để sản phẩm thuộc chương 27 được coi là đáp ứng tiêu chí xuất xứ tại danh mục Piazza. Còn đây là ví dụ về một số công đoạn đơn giản đối với sản phẩm thuộc chương 27, như công đoạn làm sạch, gạn, khử muối, tách nước, trộn sản phẩm. Nếu quá trình sản xuất ra sản phẩm chỉ bao gồm một hoặc nhiều công đoạn đơn giản này thì sản phẩm sẽ không được coi là có xuất xứ, cho dù sản phẩm có đáp ứng tiêu chí xuất xứ tại danh mục Piazza chăng nữa. Đồng thời, các sản phẩm thuộc chương 27 cũng phải đáp ứng quy định về công đoạn gia công đơn giản được quy định tại điều 10 của thông tư số 11. Phần 3. Giới thiệu và hướng dẫn kê khai mẫu CO mẫu EUR1. Đây là mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO mẫu EUR1 dành cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU theo Hiệp định EVFTA, được quy định tại Phụ lục 6, ban hành kèm theo thông tư số 11. Mẫu EUR1 có 14 ô kê khai thông tin. Tuy nhiên, một số ô thông tin doanh nghiệp được phép lựa chọn kê khai hoặc không kê khai. Từ ô số 1 đến ô số 10 và ô số 12 là doanh nghiệp xuất khẩu kê khai thông tin. Ô số 11 dành cho cơ quan tổ chức cấp CO mẫu EUR1. Ô số 13 và 14 dành cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp kiểm tra xác minh xuất xứ. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào phần hướng dẫn kê khai đối với từng ô thông tin trên CO mẫu EUR1. Góc trên cùng bên tay phải của CO mẫu EUR1 là số series của CO đó, được nhà in đánh số khi in mẫu CO. Đây là điểm khác biệt so với các mẫu CO đại khác. Tại CO mẫu EUR1, ô trên cùng bên tay phải là số tham chiếu do cơ quan tổ chức cấp CO điền. Số tham chiếu gồm 16 ký tự, chia làm 5 nhóm, cụ thể như sau. Nhóm 1, tên viết tắt của Việt Nam là VN. Nhóm 2, tên viết tắt của nước thành viên nhập khẩu EU hoặc của nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ quy định tại chương 4 của thông tư số 11. Trường hợp chưa xác định được nước nhập khẩu cuối cùng vào thời điểm xuất khẩu, ghi tên viết tắt của Liên minh châu Âu là EU. Nhóm 3, năm cấp CO gồm 2 ký tự cuối cùng của năm. Nhóm 4, mã cơ quan tổ chức cấp CO. Nhóm 5, số thứ tự của CO được cấp gồm 5 ký tự. Ví dụ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh cấp CO mẫu EUR1 số thứ 6 cho lô hàng xuất khẩu sang Đức trong năm 2020 thì số tham chiếu sẽ là VN-DE, trong đó DE là viết tắt của nước Đức, 20-02-00006. Từ ô số 1 đến ô số 5 kê khai thông tin như sau. Ô số 1, kê khai tên giao dịch và địa chỉ của nhà xuất khẩu, tên nước thành viên xuất khẩu, Việt Nam. Ô số 2, chúng ta không phải kê khai thông tin tại đây. Ô số 3, kê khai thông tin của người nhận hàng, bao gồm
tên, địa chỉ đầy đủ và quốc gia. Trường hợp chưa có thông tin người nhận hàng tại thời điểm xuất khẩu, điền thông tin thương nhân nước ngoài ký hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê gia công với nhà xuất khẩu Việt Nam. Ô số 3 là ô kê khai lựa chọn. Doanh nghiệp được quyền kê khai hoặc không kê khai để chống. Ô số 4, kê khai tên quốc gia, nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi mà hàng hóa được coi là có xuất xứ, ví dụ Việt Nam. Ô số 5, kê khai tên quốc gia, nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhập khẩu hàng hóa, ví dụ Đức, Germany, Tây Ban Nha, Spain. Trường hợp chưa xác định được nước nhập khẩu vào thời điểm xuất khẩu, điền EU. Từ ô số 6 đến ô số 10, kê khai thông tin như sau. Ô số 6, kê khai thông tin vận tải gồm ngày khởi hành, tên phương tiện vận chuyển. Nếu gửi bằng máy bay thì ghi by air, gửi bằng đường biển thì ghi tên tàu và tên cảng bốc dỡ hàng. Đây cũng là ô thông tin kê khai lựa chọn. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn kê khai hoặc không kê khai để chống. Ô số 7, Remarks. Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ kê khai tại ô số 7 trong những trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, CO mẫu EUR1 được cấp sau theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 11. Trong trường hợp CO cấp sau, doanh nghiệp kê khai cụm từ Issued Retrospectively tại ô số 7. Trường hợp thứ hai, CO mẫu EUR1 được cấp lại theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 11. Trong trường hợp CO cấp lại, doanh nghiệp kê khai cụm từ Duplicate tại ô số 7. Ô số 8, kê khai thông tin về hàng hóa bao gồm số thứ tự các mặt hàng, ký hiệu và số lượng hàng, số lượng và loại kiện hàng và mô tả hàng hóa. Có thể bao gồm hoặc không bao gồm mã HS của hàng hóa ở cấp độ 6 số. Ô số 9, kê khai trọng lượng cả bì của hàng hóa hoặc đơn vị đo lường khác. Ô số 10, kê khai số, ngày của hóa đơn thương mại và trị giá lô hàng. Đây cũng là ô thông tin kê khai lựa chọn. Doanh nghiệp được quyền chọn kê khai hoặc không kê khai để chống. Hai ô tiếp theo của mẫu CO mẫu EUR1 là ô số 11 và ô số 12. Ô số 11 là phần chứng nhận của các cơ quan tổ chức cấp CO mẫu EUR1. Còn ô số 12 là khai báo của doanh nghiệp xuất khẩu. Tại ô số 11, chúng ta sẽ thể hiện tên, quốc gia, chữ ký và con dấu của cơ quan tổ chức cấp CO và ngày, tháng, địa điểm phát hành CO mẫu EUR1. Tại ô này cũng có phần kê khai về số chứng từ xuất khẩu liên quan đến lô hàng, nhưng chỉ áp dụng trong trường hợp có thông tin hoặc được yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền. Tại ô số 12 là khai báo của doanh nghiệp xuất khẩu, ngày, tháng và địa điểm khai báo thông tin trên CO và chữ ký của người phụ trách. Ô số 12 này không yêu cầu con dấu của công ty như một số mẫu CO ưu đãi khác. Hai ô thông tin cuối cùng của mẫu CO mẫu EUR1 là phần dành cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp xác minh CO. Tại ô số 13, trong trường hợp cần xác minh tính xác thực và thông tin kê khai trên CO của mẫu EUR1, cơ quan hải quan các nước thành viên EU sẽ điền yêu cầu xác minh tại ô này và gửi lại cho cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam, cụ thể là Bộ Công Thương và các cơ quan tổ chức cấp CO ưu đãi. Ô số 14, sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ theo yêu cầu của cơ quan hải quan các nước thành viên EU, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ kê khai kết quả tại ô số 14 và gửi lại cho nước thành viên yêu cầu xác minh. Phần ghi chú tại mặt sau của CO mẫu EUR1, Overleaf Notes, được quy định tại Điều 20 Thông tư số 11. Theo đó, quy định một số nội dung như sau. CO không được tẩy xóa hoặc viết chữ đè lên chữ khác. Việc sửa đổi phải đi kèm với chữ ký tắt của người kê khai và được chấp thuận bởi cơ quan tổ chức có thẩm quyền.
CO không được để khoảng trống giữa các mục và phải đánh số thứ tự của các mục. Hàng hóa được mô tả theo thông lệ thương mại và có đủ thông tin chi tiết để xác định được hàng hóa. Đối với một số mục quy định optional tại CO mẫu EUR1 như ô số 3, ô số 6, ô số 10 và mã HS tại ô số 8, thương nhân không bắt buộc phải kê khai trên CO mẫu EUR1. Tuy nhiên, những nội dung này phải được kê khai tại đơn đề nghị cấp CO mẫu EUR1 khi nộp hồ sơ tại các cơ quan tổ chức cấp CO mẫu EUR1. Đối với tiêu chí xuất xứ hàng hóa, thương nhân không phải kê khai trên CO mẫu EUR1 nhưng phải thể hiện trên bảng kê khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu tại thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cụ thể như sau. Tại mục tiêu chí áp dụng ở góc trên bên phải của bảng kê khai hàng hóa xuất khẩu ghi PSR. Tại mục kết luận ghi rõ tiêu chí xuất xứ hàng hóa theo quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư số 11 mà hàng hóa đã đáp ứng. Như vậy, thông qua các phần trình bày và giới thiệu nêu trên, các bạn vừa hoàn thành học phần 2 hướng dẫn tiêu chí xuất xứ trong hiệp định EVFTA và hướng dẫn kê khai CO mẫu EUR1. Để nắm rõ hơn nội dung của học phần này, bạn có thể tự kiểm tra, đánh giá về các nội dung đã nắm được thông qua học phần với việc thực hiện bài quiz tính kèm theo. Ban biên tập trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Mọi thắc mắc liên quan đến việc thực thi quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định EVFTA, đề nghị liên hệ với Phòng xuất xứ hàng hóa, Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương theo số điện thoại 024-2220-5444 hoặc 2220-5361 hoặc 2220-2468 và địa chỉ thư điện tử xnk-xxhh@moit.gov.vn để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn các bạn.